Trong những ngày cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga và 25 năm hai nước ký hiệp ước về quan hệ hữu nghị. Tại tỉnh Đồng Nai, ngày mai 18 tháng 6, chương trình kỷ niệm sẽ diễn ra ngay tại nhà máy thủy điện Trị An, công trình được xem là biểu tượng và là thành quả của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai có cuộc phỏng vấn ngài Alexei Vladimir Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thưa ngài Tổng lãnh sự, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 70 năm mối quan hệ Việt-Nga. Xin ngài cho biết là trong chặng đường hơn gần 2/3 thế kỷ vừa qua thì những cái dấu ấn lịch sử trong cái mối quan hệ Việt-Nga đó là gì? Trong thời kỳ đấu tranh và độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, có hai sự kiện quan trọng là Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Paris năm 1974. Liên Xô cùng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đàm phán ký kết hiệp ước về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho Việt Nam. Năm 1978, đoàn đại biểu Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới thăm chính thức Liên Xô vào tháng 11 và Hiệp định hữu nghị và tương trợ lẫn nhau được ký vào ngày 3 tháng 11 năm 1978. Một hiệp định có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 1994, hoàn thành xây dựng thủy điện hòa bình lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2001, Tổng thống Putin lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm bước ngoặt, tạo đột phá mới cho mối quan hệ Nga-Việt sau nhiều năm trầm lắng, tạo tiền đề phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Vừa mới đây là chuyến thăm Nga chính thức của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng với Thủ tướng Nga Medvedev khai mạc năm chéo hữu nghị Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga. Thưa ngài Tổng lãnh sự, để mà thiết thực kỷ niệm 70 năm mối quan hệ Việt Nga thì trong cái chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì hai thủ tướng đã nhất trí là sẽ thành lập cái năm chéo, tổ chức những cái hoạt động năm chéo, năm Nga Việt Nam và năm Việt Nam Nga. Trên cái tinh thần đó thì cái năm Việt Nam Nga ở Việt Nam sẽ có những hoạt động đặc biệt nào? Chương trình năm chéo rất rộng lớn, bao gồm hơn 100 hoạt động khác nhau, bao trùm hầu hết các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước diễn ra tại Nga và Việt Nam. Đặc biệt là tại miền Nam Việt Nam, mở đầu của hoạt động này là chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov để tham gia hội thảo hợp tác trong bối cảnh một thế giới không yên tĩnh do câu lạc bộ thảo luận quốc tế của Nga và Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Năm chéo được bắt đầu ở Moscow và Saint Petersburg. Tại thành phố Saint Petersburg đã diễn ra tuần lễ thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu. Vào mùa thu năm nay, các hoạt động sôi nổi sẽ diễn ra tại Việt Nam và các tỉnh thành phía Nam Việt Nam. Đặc biệt vào tháng 10 tới sẽ diễn ra kỳ họp luân phiên của Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón tiếp nhiều đoàn đại biểu từ Nga tới tham gia hoạt động năm chéo. Thưa ngài, với tỉnh Đồng Nai chúng tôi thì cách đây hơn 30 năm, một cái công trình mà do Liên Xô trước đây viện trợ để xây dựng là công trình thủy điện Trị An. Cho đến nay thì sau hơn 30 năm hoạt động thì công trình vẫn hoạt động tốt và phát huy hiệu quả cao trong cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là cả khu vực phía Nam. Theo ngài thì cái mối quan hệ giữa các cái địa phương của Việt Nam với các địa phương của Nga cần được tăng cường để nó góp phần xây dựng cái mối quan hệ Việt Nam-Nga như thế nào? Mối quan hệ giữa các địa phương Nga với các tỉnh thành Việt Nam phát triển năng động, đặc biệt với các tỉnh thành phía Nam. Đồng Nai là một đơn vị rất có triển vọng và tỉnh Kursk đã có những tiếp xúc bước đầu cho hợp tác trong tương lai. Tại Đồng Nai, ngoài thủy điện Trị An, một ý nghĩa rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước là dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân sẽ đưa Đồng Nai trở thành không chỉ là một trung tâm kinh tế công nghiệp quan trọng mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ngài Tổng lãnh sự đã dành cho chúng tôi cái cuộc gặp gỡ hôm nay.